Thưa quý vị, phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan nhà nước ra lời kêu gọi tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần ngăn chặn, kiềm chế hết sự gia tăng và đẩy lùi đại dịch COVID-19. Đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng vào ngày hôm qua, ngày 16 tháng 8. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 64 điểm cầu tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố trên cả nước. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kể từ khi ra đời đến nay, hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra sức hoạt động bằng mọi hình thức và biện pháp, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh, mọi phong ba bão táp, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ. Tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị, tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội, tích cực tham gia xây dựng pháp luật, góp ý đối với các dự thảo văn kiện, tham gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, kiến nghị với Đảng và Nhà nước nhiều nội dung quan trọng, góp phần hoạch định đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hiện nay, tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan rất nhanh, gây tổn hại lớn về sức khỏe và tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội và mọi mặt của đời sống. Tổng Bí thư đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên sát cánh cùng với các tầng lớp nhân dân, đồng lòng, cùng Đảng, chính phủ trong cuộc chiến chống đại dịch. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết trước hết, tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân cùng đồng lòng nhất trí cao tham gia phòng chống dịch với tinh thần chúng ta đã cố gắng rồi, càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết rồi, càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm rồi, càng quyết tâm hơn nữa, nhất định phải dập cho được cái dịch này để giữ vững được cái truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam, anh hùng. Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực, hiệu quả cao hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn, vô địch để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh.